Chào các bạn, hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi xuống dưới Phủ Lý qua chỗ vườn anh Thành Đá. Anh ấy mới làm mấy cốt phôi khủng quá. Đây, cốt này hiện tại tôi nghĩ nó cao chắc phải tầm khoảng 1,5 mét. Thân hầm hố ghê. Chỗ này bác ấy che cho đỡ nắng. Đấy, các bạn nhìn này. Cột bên này, này anh Thành Đá thì anh nổi tiếng hàng đồng ghép. Dạo này anh đóng toàn cái to. Cái cốt này tôi quay cho các bạn cũng cao lắm, chắc phải tầm khoảng 1,5 mét chiều cao ạ. Dáng là hay cái cốt cốt siêu này thế. Anh ấy sưu tầm tư liệu, nói chung là nhiều chủng loại. Lên cái một cái cốt phôi cũng rất đẹp. Là một với hai là các cái điểm đóng ghép cũng nó cũng kín lắm các bạn. Một với hai là các cái điểm khớp mộng của anh ấy thì thực sự là sát. Đây các bạn nhìn này. Thôi, sát không? Mộng cực kỹ luôn. Đây bên này. Đấy. Nói chung là kỹ thuật cao. Trước anh ấy là chuyên ngành từ bên đá sang, từ bên điêu khắc đá, ghép đá. Em ra sang mảng cây cảnh nghệ thuật này cũng phát huy được cái thế mạnh của ngành. Mấy năm trước tôi xuống thì anh ấy hay làm cây nó nhỏ thôi. Đợt này xuống thấy cây to quá. Đây, cốt xì. Đây, các bạn mới nhìn thấy cái điểm ghép không? Đây, nhưng mà kín lắm. Cho cái điểm ghép anh làm khít thì đâm ra là chỉ một cái thời gian ngắn sau là nó liền tít. Nó cũng anh ấy ghép nhìn cũng khá tự nhiên. Nó cũng rất thành công các bạn. Đấy.
thể thành phẩm của anh ấy đấy. Đây có điều kiện xuống dưới thành phố Phủ Lý thì mời các bạn cứ qua chỗ vườn anh Thành Đá. Riêng về hàng đóng ghép ở dưới Phủ Lý thì chắc chắn là sẽ phải nói đến tên anh. Cũng là một người thành công. Cái cốt này thì chắc là bác ấy làm lâu lắm rồi. Để dưới chệt. Rồi, nhưng mà cái cốt này thì vừa mới làm xong này. Thực sự nhiều điểm phải học hỏi về cái phối, về cái phối tổng thể. Quay hết một lượt các bạn có nhận ra các cái điểm đóng không? Khó luôn. Một cái cây này như một cái cây to này, cái lượng điểm đóng vào tôi nghĩ chắc phải tầm 5-6 khối đóng vào nó mới thành một cái tác phẩm kiểu như này, chứ không phải ít khối đâu. Thế nhưng mà nói thật là các cái điểm đóng kín lắm. Dự điểm này cực kỳ kín luôn đấy. Đây hai vùng này là một người tài hoa đấy. Đó. Tôi lướt qua mấy cái phôi của anh ấy. Có điều kiện thì mời các bạn xuống dưới chỗ vườn của anh Thành Đá ở dưới thành phố Phủ Lý. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm về trồng hương thì mời các bạn qua showroom của chúng tôi ở Nội Am, Lê Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc tham khảo thêm các sản phẩm trên website hoanggianoi.vn, hojita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.